Xin chào tất cả các bạn nha, lại là Jolie đây. Hôm nay thì Jo sẽ giới thiệu tới các bạn một căn hộ ở tòa CT4 đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với diện tích là 91,2 m², thiết kế 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Đây là căn góc nha các bạn. Căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất nha các bạn. Có điều hòa nóng lạnh, tủ bếp, sàn gỗ, trần thạch cao và tủ âm tường. Thiết kế mới đẹp lung linh luôn các bạn ạ. Đó. Căn hộ được bố trí rất là hợp lý luôn. Căn góc nha các bạn, nhìn xuống đường giữa ngã tư của đô thị Văn Khê luôn các bạn nha. Căn hộ được thiết kế rất là hợp lý luôn. Tất cả 3 phòng ngủ đều có ánh sáng mặt trời luôn nha các bạn, đều nhìn xuống đường đôi nha. Đó. Các bạn chỉ việc mang quần áo đến ở thôi, bởi vì là nội thất đã được trang bị rất là đầy đủ rồi. Các bạn quan tâm thì liên hệ với Jo theo số điện thoại 096 96 99 62 hoặc là 096 86 99 62 nha các bạn. Sổ đỏ chính chủ các bạn nha. Nếu các bạn muốn vay vốn ngân hàng thì sẽ hỗ trợ cho các bạn vay vốn nha. Căn hộ được thiết kế rất là hợp lý luôn. Tất cả các phòng đều có cửa sổ nhìn xuống đường chính của đô thị Văn Khê luôn các bạn nha. Nếu các bạn quan tâm thì nhớ liên hệ với Jo nha các bạn. Thân bán gấp cho nên giá rất là hấp dẫn luôn. Các bạn quan tâm thì nhớ gọi ngay cho Jo nha.